nếu các bạn muốn mua Game Pass và Robux giá rẻ, mọi Game Pass đều có trong nhậtnhơi.com, kể cả có cày thuê Anime Fighter Simulator cực kỳ chiến anh em à. Và nếu anh em muốn thắc mắc gì hãy nhấn ở đây và bắt đầu chat với Nhật Ngày Hay nha. Ok, và chúng ta bắt đầu video nào. Let's go. Hello, xin chào tất cả các anh em kênh của mình Dân Cạc TV và nó sẽ chơi tựa game Slayer, Roger Slayer anh em ạ. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu chơi tựa game này thôi. Thì có cái bộ tutorial play, nhưng mà mình hiện tại thì mình khá là biết cái combo cái này rồi, nên là mình sẽ vô thẳng game luôn, còn không cần cái tutorial ha. Ok, thì mới vô anh em sẽ được một hướng dẫn là welcome này nọ đồ, ship là để chạy. Ok, và chúng ta có Arator là lock ship, là ship lock. Ok, now rồi, đây là những skill của anh em đó, 1 2 3 4 5 6 7 9 10. Đấy. Rồi đây là chúng ta có những cái điểm nè, heal nè và stamina. Quen là cái gì ta, FPS là dưới đây. Ôi là một tôi LS2. Ok, hiểu. Cái M là start menu, M là được menu. Ok, wow, nhìn cái event cũng đẹp quá nha. Cái này chỉnh volume, cái này chắc mình sẽ bỏ qua anh em ạ. Ok anh em, cái game nó có hiện mới anh em ạ. Đây, ở trên đây là cái tên boss, dưới đây là cái chỗ drop, trên đây là máu của con boss mà anh em đang quýnh. Dưới đây là dam lock, là dam của tất cả player. Wow, nghe đỉnh hết nha. Bỏ qua đi, cái này chắc sẽ bỏ qua hết rồi. Đây, mới vô cho anh em mình đắm. Ủa, có battery nè, ngon. Cái này nó kêu là Climb the Wall, đi qua tường, leo tường bên đây nè. Leo tường thì chắc hồi nãy mình thông báo á là hai nút cắt. Qua bên kia. Ở qua bên đây mới leo tường được. Rồi, nhìn cái những cái đồ họa đẹp phết nha. Rồi, này leo tường này. Leo tường. Ok anh em, muốn leo tường thì phải dùng cái control bên trái nha. Đấy, ok, leo thôi. Leo thì sẽ có cái thanh stamina này, giống như cái game mà Slayer mỗi khi anh em à. Ủa, với body 6 múi này chúng ta đang làm tất cả luôn nè. Hiện tại thì mình có là cộng 85 máu, cộng 2 strength, cộng 75 stamina dưới đây, cộng 2 block là cộng 0.3 item heal. Rồi, bây giờ là học cách để quýnh lộn anh em à. Ok anh em, tới đây thì tập combo nè anh em à. Đây, tất kêu là LR. L là left, là chuột trái, chuột phải, mình phải tính combo nó nha anh em. Đó, rồi làm lại nè. L. Đó, quay, đỉnh đấy nha. Quyến combo luôn. Rồi, L. Quá đỉnh. Quay. Đây là combo này là đó, combo trên trời anh em. Ok, đỉnh. Đây là combo để bay lên trời. Combo mà L. Đây. L. Lắc. Ui vậy. L. Ui, nhầm rồi. L. Bùm, ó đá một cái. Bùm. Rồi, quýnh mình rồi, Nè. Đó. Nè. Ui. Ẩu. Nè, bụp. À, này chắc không cần combo đâu. Thường là ủa, cần không? Cần combo hả? Nó kêu là bỏ qua khúc này đi. Cái này hơi khó anh em ạ. Cái này phải nhìn dưới đây nè. Rồi anh em ơi, cuối cùng mình cũng đã vô rem rồi anh em ạ. Thì cuối cùng thì chúng ta phải đi cày ruộng thôi. Ở game Slayer là đúc đầu có đi cày ruộng thôi anh em à. Vô đây, nó là phải đi cày ruộng rồi đó. Xong hiếp này nọ nè, là biết 4 rice, là tìm 4 cái ngọn cỏ gọi hầm cây lấy rồi, buồn nhiều luôn, lấy được nên phải dành. À kia bên đây không cần phải đi chung đây, lậm thôi. Ok, sau khi làm cái nhiệm vụ thì mình level up, và khi mình làm nữa thì phải đợi nhiệm vụ tiếp mới tiếp theo anh em. Vậy là cái game này chúng ta sẽ làm nhiệm vụ một vòng lặp liên tục luôn, chúng ta sẽ không đi gọi là đánh quái nhiều nữa, thay vì chúng ta đánh quái anh em thì nhiệm vụ liên tục sẽ lên level. Đấy, thì mình không biết nha, mới có kinh nghiệm thôi. Đây, đó là nhiệm vụ những cái ông này nè, Raina bắt đầu đi lượm có đồ nọ đồ, đi nói chuyện hết sức tất cả nha. Đó, cái này nó hồi nhiệm vụ nè, nhưng mình muốn tìm nhiệm vụ mới để xem nhiệm vụ mới có gì ha. Nhưng mà khắp nơi thử. Rồi anh em, một con cuối cùng, chỉ một con duy nhất đó thôi. Ủa vậy. Mày phun đá đúng không? Quên, mình quên cầm luôn anh em ạ. Rồi, mày phun đá. Tao phun combo.
đỡ nè, đó đỡ ngay là được cái gì này, giống như là Stand by Online anh em ạ. Rồi làm nhiệm vụ xong thì được 157 yên và cái level 2 cộng thêm 75 kinh nghiệm nữa. Bây giờ mình sẽ đi qua kia để đào gọi là đi hái cỏ tiếp anh em. À thì thế là hái cỏ không có được rồi, thì chỗ này là cái chỗ để hit spawn nè. Thì bây giờ cái cùng này mình đã làm xong nhiệm vụ đúng không? Bây giờ sẽ đi qua đây, không biết sẽ có nhiệm vụ gì tiếp theo đây. Cái là run bar with bình, ok. Đẩy xe lửa tới chỗ 1000m rồi, ok đẩy thôi. Trời này đẩy hên xui lắm, từ từ đẩy cũng tới à. Rồi anh em đã tới nơi. Tôi có được gì đây? Level 3, ok. Thì chúng ta chỉ còn một nhiệm vụ cuối cùng để reset nha anh em. Thì sau khi chết tu rồi không vô reset ta, cái giống Ranby Online rồi. Ranby Online là thường là nó sẽ không cho anh em reset, nên phải bị chết á hoặc là bị giết á mới được. Hồi buồn hiu luôn. Này vô lựa những cái này mò, cái này có gì mới không? Nhập code nè. Đây là clan. Vậy là level nó không có cộng gì cho mình hết à? Ui. Thế thì cũng được kệ nó. Chỗ nào cộng thì tính đúng không? Ok. Aura nhấn sao ta? À đây. Rồi, đi tiếp thôi. Rồi nha, thì bây giờ mình sẽ chốt lại là mình đã làm 3 nhiệm vụ. Thứ nhất là mình làm nhiệm vụ quân quái, thứ hai là nhiệm vụ hái cỏ, thứ ba là mình làm nhiệm vụ được đi chở hàng. Nhiệm vụ thứ tư sẽ là gì đây? Cái ông này nè. Thì không biết là mình có làm lại được nhiệm vụ hái cỏ hay không, nãy mình không làm được nha. Cái thợ rèn hả? Ồ, thợ rèn, như là không, cái này nó không có. Làm nhiệm vụ thì chúng ta hiện tại trong ngôi làng này có 3 nhiệm vụ chính đó. Mình thấy nhiệm vụ này tân thủ với sao ta? Thử lấy không màu đỏ nhận thôi, màu đỏ nè. Có màu đỏ này, thử coi. Rai nè. I see what the grow ahead. À, cái này là bán đồ thị thương. 69 win. Ngon nhỉ. Mình có 307 win nè. Khúc này nè, đây là win money. Rồi, xem đó những người này không? Mình nhận lại bình thường nè. Vậy là anh em hay làm 3 nhiệm vụ. Thứ nhất là con này, thứ hai con tóc hồng, thứ ba là cái ông già bên đây. Đây ông này nè, là cứ làm 3 nhiệm vụ liên tục vậy thôi là anh em sẽ lên level cực kỳ nhanh ha. Quýnh quái cũng được, quýnh quái thì chắc là anh em phải đợi có những kỹ thuật thể thuật này nọ độ mình mới kiếm được. Thì lúc đó mình sẽ chỉ kiếm ha. Bây giờ thì tạm biệt anh em tại đây. Mình sẽ gắn cài game này một cách nhanh nhất có thể cho anh em khám phá được những cái mới trong game này nha. Giờ thì bye, chúc anh em có ngày vui vẻ. Và nếu anh em thích mình làm tựa game gì, hãy comment với mình sẽ làm tựa game đó nha. Ok, bye bye.